nhà cô không ai dạy. Mà mày bán như nào vậy? Giờ chờ mấy rồi? Chờ mấy bán nào vậy kìa? Đây là chè gì? Chè nửa. Chè than này. Chè than này. Chè này chè nửa. Nửa nửa. Oh, well, you're not going to...
Bây giờ ở nhà kể là 2 triệu mua ngay. Nếu là ở nhà có phải gáy rõ là nghe nó giọng. Đi ra một tí cũng được kèm không nổi. Đấy là hạt kê đấy, ăn được đấy. Cái gì không? Này, chương trắng đúng không?